Rồi DC70 đây, đang trực tiếp tại cửa khẩu em lấy máy về cho bà con này nha. Nay em về được mấy con đời 17, 18. Giá tầm 200 mấy 300 thôi, mềm nha cho bà con dễ xài. Rồi để em đi quay trực tiếp máy móc về luôn cho bà con xem ha. Đầu tiên thì gửi tới cái phần thùng thớt trước nè. Bùng lúa. Xe này xe lút đời 18 nha. Xe này xe lút đời 18. Lô này em về được 8-9 chiếc vậy á. Động cơ đây, động cơ ở bãi xe để riêng nha. Này chưa về tới công ty nữa đó. Đang ở bên giới lấy máy về luôn rồi nha. Rồi. Mấy anh em đang làm thủ tục giấy tờ, nói chung kiểm tra số khung số máy này kia các thứ ha. Dàn chân đó nha bà con. Dàn chân đây. Chân zin. Nước sơn còn được nè. Đó. Rồi con lăn thì nó lai. Còn con đầu zin nè, có sao em quay vậy nha. Rồi, lên đây. Dách hàm, dách thùng đây. Alo. Đè máy lên chứ Khánh ơi, đè máy lên cái. Đè máy lên cái. Rồi để em đè máy lên, nhấc cái hàm lên cho con xem nha. Rồi hàm máy đây ha. Đó, đang điều xe qua để cho lên máy các thứ. Dỡ ra thì đây, dỡ nắp ra. Cugo này kia rồi nè. Ở trong bầu lúa. Bầu gió. Con này zin hai cục nha, con này zin hai cục nha bà con. Con này zin hai cục nha. Puli này, puli lai nè, puli chỗ dây này nè, puli lai nè. Rồi con này zin hai cục, động cơ với cái bơm zin nha. Hết dầu hay vậy? Hết dầu hay vậy? Rồi chạy gặt qua đây coi. Rồi ở đây anh đang bên bộ phận kiểm định nha. Rồi tiếp theo. Rồi con nữa. Tiếp theo dạng em đó nha. Đây DC70. Đây tiếp theo dạng em nữa, con này 200 mấy chục triệu thôi nha bà con, 200 mấy chục triệu thôi. DC70 đời để coi đợi nhiêu. Con chiếc này đời 28 luôn nha bà con ơi, chiếc này đời 28 luôn nha. Đời 28 đang kiểm tra số khung số máy. Chiếc số 1, chiếc số 8 về gọi nha. Ờ, hello bạn. Đây. Chân cẳng ở đây nha. Ok. Có sao không vậy nha. Con này zin hai cục luôn nha, zin hai cục luôn nha. Đời 28. Lô này dài 28 nhiều lắm bà con ơi. Lô này dài 28 nhiều lắm. Bông cuốn này thì nó đã thay nóc rồi nha. Bông cuốn này nó đã thay nóc rồi nha. Chiếc này đời 28 bông cuốn thay nóc rồi ha. Bà con thích bông cuốn zin thì em vẫn có, em đưa cho bà con nha. Ai thích bông cuốn zin thì vẫn có. Rồi đây. Chúng mới gửi cho bà con hai chiếc này nha. Con này zin hai cục luôn, động cơ bơm zin nha. Số có mở rồi bên bển luôn nha. Chứ không phải mở ở đây. Số có mở rồi bên cam luôn. Đây DC70. Dách hàm dách thùng nó đây nha bà con. Dách hàm dách thùng nó đây. Băng tải nha. Cái này là đang ở bên biên giới luôn, chưa về tới công ty ha. Đây cửa khẩu biên giới nè ha. Rồi xe công ty em đang chuẩn bị cho anh em nó lên máy nha. Đây, đang cửa khẩu. Đang cửa khẩu biên giới nha. Đời 2018 chiếc này ha. Rồi bà con cần thì cứ liên hệ cho em nha. Qua số 0916566577. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha.